Xin chào các bạn, ở trên những chiếc xe Mercedes-Benz thông thường thì họ sẽ để cái cần số ở trên tay lái. Đây là cái cần số, họ không để ở vị trí trung tâm, ở bề trung tâm như nhiều hãng khác mà họ lại để trên tay lái. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh các bạn sử dụng cái hệ thống cần số này. Thì nó cũng dễ thôi. Chúng ta sẽ nhìn ở đây chúng ta có những cái cấp là P, R, N, D. Thì để vào số chúng ta sẽ phải giảm phanh. Bình thường thì xe ở chế độ P, nghĩa là chế độ parking. Chúng ta muốn vào D thì chúng ta gạt xuống phía dưới là chúng ta vào D. Chúng ta đẩy nhẹ lại phía trên một lần là vào R. Còn chúng ta đẩy nhẹ một cái không có vượt qua cái lẫy thì sẽ vào N. N là số mo. Và để về số B thì chúng ta sẽ thấy một cái nút ở đây, chúng ta nhấn vào thì nó sẽ về B. Bây giờ mình sẽ thực hiện lại một lần nữa. Bây giờ xe đang ở vị trí B, mình giảm phanh, kéo xuống phía dưới là D, nghĩa là chúng ta gài số để chạy. Chúng ta đẩy hết lên phía trên là R vào số dê. Cái dê các bạn thấy là lúc này màn hình camera lùi nó đã hiển thị. Còn chúng ta đẩy nhẹ một cái thì chiếc xe sẽ về chế độ N, là chế độ mo. Thì chắc chắn ban đầu những người mà chưa quen xe Mercedes-Benz sẽ gặp một chút bỡ ngỡ với cái cần số này. Tuy nhiên thì cũng rất là nhanh thôi. Các bạn chỉ cần để ý một chút là các bạn có thể vào số một cách gọn gàng. Ok, cảm ơn các bạn.